Hey, chào các bạn, mình là Nguyễn Hồng Phúc từ fp4shop.com. Ngày nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để chúng ta tạo ra một cái hiệu ứng thu dạng rất là cơ bản thôi. Đó là cho cái chữ của chúng ta nó ẩn hiện ngay sau một cái vật gì đó. Và đa phần các bạn sẽ thấy là chữ nó ẩn hiện sau cái lá. Như cái hình này ha. Rồi, đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để có cái kết quả nó cũng na ná như là cái hình này. Ok ha. Mình sẽ bỏ hết đi. Ở những cái download cái stock này thì các bạn có thể tìm ở phần ngay phía dưới phần description của cái video này, thì mình có để cái link download cho các bạn ha. Thì các bạn có thể vào trong đó và các bạn sẽ tải file về các bạn thử. Thì đây mình có tải 4 cái, tất cả hình này đều là free, tức là không có bản quyền hết, thì các bạn thoải mái các bạn sử dụng. Như là Postlay mà không sợ bị bắt bản quyền gì đâu. Rồi đây, sau khi bạn đã có rồi xong ha, thì mình sẽ tiến hành chúng ta, đầu tiên chúng ta cứ phải làm việc đầu tiên, chúng ta chèn chữ vào đã. Thì đây mình sẽ chọn cái chữ, mình ghi đạo cái chữ gì đó mà các bạn muốn. Như đây mình sẽ chọn chữ leaf, leaf ở đại khái là chiếc lá thôi. Mình không có nghĩ ngợi gì ba cái chữ dạng là nó phức tạp, khó hiểu được. Đây, mình sẽ chọn cái chữ này đi. Và mình sẽ phóng to cái chữ lên. Các bạn một là có thể quét chọn và phóng cái size ở đây cũng được, hoặc là các bạn sẽ chỉ quét chọn hết và các bạn kéo lên, hoặc là chúng ta bấm Ctrl T nguyên cái layer này, chúng ta giữ phím Shift, chúng ta kéo giãn ra. Rất nhiều cách cho các bạn ha. Thì đây mình sẽ sắp xếp cái chữ là sao cho nó hợp lý một chút xíu, để các bạn có thể thấy ở đây. Các bạn để ý ở phần phía dưới cái stop lá, các bạn tìm cái chỗ nào ta sắp xếp làm sao để có những cái phần nó, cái lá nó che vô. Lát nữa mình sẽ chỉnh làm sao cho cái lá nó che vô, thì làm sao nó che rồi nhưng mà mình vẫn có thể đọc được một phần cái chữ, thì đó là ok. Ví dụ đây mình sẽ chọn cái này đi, thì đại khái là ở cái phần cái lá này, nó phần phía trước này, thì mình sẽ cho nó vào khoảng phía sau cái lá, mấy cái lá đang rõ vậy ha. Còn lại cái phần phía sau này mình sẽ cho nó rõ hơn. Rồi, đây mình sẽ để kiểu như này. Thì đại khái ở đây ha. Sau khi xong rồi chúng ta tìm được cái vị trí chúng ta muốn để rồi ha. Thì chúng ta sẽ tiến hành tạo ra một thứ mà ta gọi là layer mask. Thì thông thường các bạn khi làm thì các bạn sẽ tạo luôn layer mask cho cái chữ này. Tuy nhiên đối với mình thì mình sẽ làm cho nó tiện hơn. Là chúng ta sẽ tạo cho cái này vào trong cái, cho cái chữ này vào trong một cái group. Ha, chúng ta cho cái chữ vào trong một cái group. Rồi, click kéo thả vào. Hoặc là bạn click vào trong cái chữ ha. Rồi, cách thứ hai các bạn click vào cái layer chữ, bấm Ctrl G là nó sẽ cho vào một cái folder. Và cái folder này thì mình sẽ tạo cái layer mask cho cái folder này. Các bạn chỉ hiểu đơn giản thôi, cái layer mask là một cái mặt nạ để che cái phần, che cái chỗ mà chúng ta muốn che đi của cái layer đi. Thì đây đại khái là cái phần mà mình muốn che đi chính là cái phần cái lá này nó che đi đúng không? Thì đây đầu tiên chúng ta sẽ làm như sau này, chúng ta click vào layer mask ngay phần phía dưới này. Click cái. Sau đó các bạn sẽ zoom vào và có thể là giảm opacity của cái folder này đi một chút xíu, chúng ta dễ nhìn. Đó, thì đây có thể thấy được cái đường nét ở phía dưới này ha. Thì đây các, hoặc là các bạn có thể tắt luôn thì cũng được. Đây đơn giản thôi, mình nhớ mấy cái vị trí, cái phần rõ như vậy là chỗ chúng ta chọn. Thì đây chúng ta có thể chọn vùng bằng rất là nhiều công cụ ấy. Thì với cách chọn vùng như thế này á, thì các bạn có thể coi lại cái tool mà cách chọn hình khối và cách tách hình khối cơ bản á, ở trong cái tutorial của mình á, thì các bạn sẽ thấy cái những cái cách để chúng ta chọn vùng ha. Đây mình sử dụng công cụ là Quick Selection Tool. Thì công cụ này rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ click và kéo vào. Tại vì tất cả cái stock mà mình đưa các bạn đều là cái stock chất lượng rất là cao, thành ra là các bạn có thể kéo như thế này và Photoshop nó sẽ chọn vùng giúp cho các bạn luôn. Rất là tiện ha. Rồi, ở cái phần góc góc như thế này thì mình sẽ sử dụng là Polygonal Lasso Tool. Mình sẽ để phím Shift để chúng ta chọn thêm cái vùng ở ngoài vô. Rồi, tương tự ở phía bên này mình cũng sẽ chọn thêm cái vùng nó thừa ở ngoài vô. Nhớ là khi chọn thêm vùng chúng ta phải để phím thêm phím Shift để chúng ta để chúng ta chọn thêm vùng ha. Còn đây các bạn muốn giảm bớt vùng đi, tất nhiên chúng ta sẽ đè phím Alternate để chúng ta giảm bớt vùng. Như cái lá này có lẽ mình sẽ để luôn. Thì đây mình chỉ để đơn giản là một cái như vậy thôi. Ta bật lên thì các bạn thể thấy đây là phần, cái phần mà vùng chọn này chính là cái phần ta sẽ muốn che đi. Đây các bạn sẽ click vào trong cái layer mask ha. Ta sử dụng cái brush màu đen. Và chúng ta sẽ bôi cái brush
và cho cái vùng đó. Thì đây sau khi xong các bạn bấm Ctrl D để chúng ta bỏ cái vùng chọn đi. Thì các bạn sẽ thấy là cái chữ của chúng ta nó sẽ bị ẩn ngay sau hai cái chóp này. À, đây là cái mà chúng ta muốn ha. Tương tự với lại những cái stop khác, ví dụ như là stop này chẳng hạn thế. Đó, thì đây các bạn, ví dụ như là các bạn muốn để chữ clip ở ngay phía sau cái lá rõ nhất này chẳng hạn thế, thì chúng ta cũng sử dụng Quick Selection Tool thôi. Chúng ta kéo chọn vào cái vùng này. Đó, và chúng ta tiếp tục làm. Ví dụ ở đây nó bị thừa rồi đúng không? Thì các bạn đè phím Alt+S này. Đó, và chúng ta bôi vào cái chỗ chúng ta muốn bỏ đi. Thế thôi. Thì đơn giản rất là nhiều, rất là cái cách này nó làm như vậy ha, chọn vùng rất là nhanh. Sau khi xong rồi các bạn đẩy opacity ngược lại về 100%. Về cái màu sắc á, thì đối với mình các bạn chọn màu sắc của cái chữ là sao cho nó đơn giản nhất có thể thôi. Ví dụ như đa phần những cái stop như thế này chúng ta chọn màu sắc là màu trắng là ok rồi. Sau khi xong rồi ở đây các bạn có thể tạo thêm cái bóng cho nó đẹp hơn chẳng hạn thế. À, thì đây các bạn sẽ đơn giản là chúng ta sẽ nhân đôi cái layer này lên. Layer ở phía dưới mình sẽ bỏ layer mask đi, chúng ta sẽ bấm chuột phải và chọn delete layer mask. Sau khi xong rồi chúng ta sẽ mình sẽ click đôi không, mình sẽ click bấm chuột phải vào trong cái group này và mình chuyển nó sang là smart object. Sau khi xong smart object rồi thì đây mình sẽ cho nó về là màu đen đi. Rồi, mình sẽ click đôi vào trong cái layer này ha. Click đôi và chúng ta chọn qua color overlay, chúng ta để màu đen. Hoặc là làm cho đơn giản thôi. Thì đây mình sẽ bỏ cái layer mask đi này. Và cho cái chữ này mình sẽ fill chữ màu đen. Cái cách fill chữ màu đen, chọn đổi vùng màu chữ cho nó nhanh, thì các bạn có thể coi tút là đổi nhanh màu chữ. Thì mình có cái tút này rồi ha. Tút 1 phút 30 giây đổi nhanh màu chữ đó. Thì đây sau khi xong rồi các bạn sẽ cũng cho nó sang Smart Object đi cho nó dễ xài. Chúng ta sẽ di chuyển và cái layer màu đen ở ngay phía dưới này chính là cái bóng mà chúng ta muốn làm ha. Thì để cho nó đẹp á, các bạn để ý cái bóng của cái hình của cái lá này nó đang nằm ở hướng nào, thì chúng ta cũng làm cái hướng y chang như vậy thôi. Thì đây chúng ta sẽ cho nó qua phía dưới hơn một chút xíu. Rồi xong. Sau khi xong rồi các bạn sẽ vào filter blur, Gaussian blur để cho chúng ta nó mờ cái vùng biên ra một chút xíu. Ở đây cái mức độ mà nó mờ đi chính là cái khoảng cách của cái chữ này tới cái lá phía sau. Tất nhiên là đấy nó hơi là tượng trưng, cho nên đây chúng ta cứ làm sao cho nó đẹp là được rồi. Thì đây chúng ta sẽ để là khoảng cỡ 40 gì đó. Sau khi xong rồi mình sẽ giảm opacity của cái layer, cái shadow này đi. Shadow là cái bóng chữ á, cái bóng. Thì mình sẽ giảm opacity đi một chút xíu. Đó, giảm đi. Sau khi xong rồi, mình sẽ thu gọn cái này lại và cũng tạo một cái layer mask cho nó. Ở đây một cái vấn đề là với những cái lá ở phía xa và những cái lá ở phía gần thì cái độ mờ nó sẽ phải khác nhau. Thành ra là chúng ta sẽ sử dụng brush màu đen. Ở đây chúng ta sẽ giảm opacity của cái brush đi. Sau đó các bạn sẽ bôi cái màu đen vào trong cái layer mask của cái chữ, của cái bóng này ha. Bôi vào ở những cái phần ở phía xa này. Làm sao cho nó mờ hơn so với lại cái gần hơn. Ở phía trước này thì nó không có rồi, tại vì nó bị che phía sau mà, thì mình sẽ bôi cho nó mất hẳn đi. À, tương tự ở đây nó sẽ phải mờ hơn so với lại cái lá ở phía trên này ha. Rồi. Đấy, và sau khi xong rồi các bạn thể chèn thêm cái chữ gì đó, ví dụ như đây mình sẽ copy đạo cái chữ, một cái câu thơ ở đây chẳng hạn thế. Đơn giản vậy thôi, mình sẽ chọn một cái câu thơ ha. À, mình sẽ chọn một cái phông có tiếng Việt, chọn cho bộ phông của Excel luôn. Rồi chọn bộ chọn phông kích thước chữ cho nó vừa vừa thôi. Rồi mình sẽ bỏ nó lên trên cùng ha, để cho nó không bị che bởi cái chữ của chúng ta. Rồi sau khi xong rồi có thể là mình sẽ thêm logo hay là bất kỳ một cái gì đấy mà các bạn muốn sao cho nó đẹp nhất có thể là được rồi đúng không? Ở đây mình sẽ chèn cái logo, cái chữ ký của mình vô nhìn cho nó chất. Rồi đây mình sẽ để chữ ký vô ha, và thu nhỏ cái chữ ký của mình lại. Cái chữ ký này thì mình làm bằng Wacom nếu các bạn thắc mắc. Rồi sau khi xong rồi thì đây là cái kết quả của chúng ta ha. Rồi đó là cái tutorial về cái cách để chúng ta làm ra một được một cái chữ nó tương đối nâng cao hơn chút xíu ha, và nó sẽ thật hơn, nó sẽ có cái cảm giác nó khá là nổi bật, có 3D, có cái bóng như thế này, cũng như là cái cách chúng ta sử dụng cái layer mask. Rồi hiện tại thì mình cũng đang bận một chút công việc ở trên công ty, thành ra là cái channel này mình cũng khi thời gian hiện nay mình hơi bỏ bê một chút xíu, cho nên là nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc gì các bạn cứ comment ở ngay phía dưới mình ha, cũng như là cho mình cái ý tưởng là cái tool sau mình sẽ làm gì. Rồi bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào tool sau. Nhớ like, subscribe và
Bye bye các bạn.